Đây, Linh xin chào tất cả các bạn nha, buổi sáng. Nhiệm vụ bây giờ hiện tại có hai chồng Linh thôi. Thì hôm nay Linh có một cái công việc, đó là hai chồng Linh sẽ đi tới cái một cái bệnh viện. Này bệnh viện là bệnh viện thẩm mỹ. Thì đi hôm nay Linh có lịch hẹn là đi tới đó là giống như là vừa tư vấn vừa giống như là xét nghiệm tổng, giống như xét nghiệm để trước khi có một cái ca phẫu thuật. Thì một lát cái phẫu thuật gì thì Linh sẽ nói sau ha. Còn bây giờ là Linh đang đứng chờ taxi ở trước cái khu chung cư, dịch vụ chung cư của Linh đang ở. Ở đây là ở quận Nhất. Đường gì ta, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bây giờ tại vì ông xã Linh mới coi là cái chỗ ăn sáng, một lát nữa là mẹ Linh với mấy đứa nhỏ sẽ xuống lầu ăn sáng. Các bạn nghe Linh ho. Hồi tối ngày hôm qua đi ăn phở Hùng rất là ngon, nhưng mà đang giận cái vụ mà hôm bữa đổi tiền không có quay video được, rất là bực bội. Rồi đây thì Linh xin chào các bạn lại nha. Thì hiện tại bây giờ Linh đang ở bệnh viện thẩm mỹ viện MCAS ở quận 10. Thì hôm nay Linh tới đây nếu như nãy Linh có tư nói với các bạn là Linh sẽ có một cái ca phẫu thuật để thẩm mỹ. Thì cái lý do chuyến này, lần này Linh về Việt Nam á, lý do là chủ yếu là Linh đi về làm phẫu thuật thẩm mỹ. Thì hồi xưa là giống như là cũng khoảng 13 năm rồi là Linh có đặt túi ngực. Thì đến nay là cũng lâu rồi, sau khi có con Liam Sophie cho con bú thì dĩ nhiên là cái túi ngực nó sẽ bị sa trễ, hoặc là nó không có còn như cũ. Với là giống như là Linh cũng muốn là không, đáng lẽ là bây giờ Linh cũng không muốn làm ngực lại, giống như cái ngực của Linh không phải là nó xấu quá, với là Linh cũng có chồng cũng không quan trọng. Chồng Linh cũng thương, không quan trọng về cái vấn đề đẹp đó nữa nhiều, chồng Linh không khe. Nhưng mà giống như là cũng muốn an toàn, chồng Linh muốn an toàn, cho nên lần này đi về lại làm lại để cho nó an toàn. Tại vì sau bao nhiêu năm rồi con cho con bú rồi, lâu lâu giống như cái cơ nó bị giật, co giật á, thì chồng Linh sợ nên muốn Linh làm lại cho nó an toàn để không bị ung thư này nọ đó, cho nên mới quay về đây. Đáng lẽ là làm khoảng 3-4 năm trước rồi, nhưng mà do dịch bệnh với hai nữa là do chi phí đó, hai chồng phải làm để dành tiền để một lần về. Cái gia đình rất là nhiều tiền mà chồng Linh không muốn về làm phẫu thuật, Linh đi về một mình, cho nên là đi muốn đi về cái gia đình đó, đó. Đây là cái lý do lần là chủ yếu là gia đình về Việt Nam là do cái lý do này. Rồi thứ hai là cũng cho mấy đứa nhỏ cũng có một cái kỳ nghỉ du lịch đó. Thì hồi xưa Linh cũng làm của bác sĩ Kim luôn, cho nên là giám đốc của bệnh viện MCAS này. Thì giống như bác sĩ làm cũng rất là tận tình, đẹp, rất là đẹp, nhìn tự nhiên không ai biết là ngực hết trơn á đó. Cho nên là Linh muốn quay về đây làm lại. Rồi thì hồi nãy giờ cũng có tư vấn với cái em nhân viên, rất là tư vấn, rất là nhiệt tình luôn đó, tư vấn rất là từng chi tiết, làm cái này chị làm cái này, nên làm cái này làm cái kia đó, rất là tận tình. Thì bây giờ Linh trong thời gian này nãy Linh tới cũng 1 tiếng rưỡi rồi, bây giờ thì em cũng tư vấn rồi đi tới chụp da, rồi chụp và xương khớp của Linh, thành phần và các phần cơ thể rồi đó. Thì cũng chụp hình xong hết rồi, bây giờ chỉ ngồi đây ngồi chờ bác Kim tới để tư vấn là mình nên chọn cái size gì. Thì làm cái video này nói chung là cũng rất là nhạy cảm, nên cũng suy nghĩ là không biết là có nên chia sẻ lên YouTube hay không. Tại vì làm thẩm mỹ có rất là nhiều người ta không thích, có nhiều cô chú rồi nói sẽ nói là cái gì tự nhiên thì cũng sẽ tốt hơn. Thì nhưng mà dạ Linh cũng biết như vậy, nhưng mà do là hồi xưa Linh đã làm rồi, cho nên là bây giờ muốn làm lại, giữ sức khỏe làm lại, chứ không phải là muốn đi làm phẫu thuật đó. Em chào bác, bác sĩ. Cái việc mà em đến, cái việc mà em đi tư vấn á, nó giống như là khám bệnh vậy đó ha. Thì ở góc nhìn của cái đẹp á, về vòng 1 đầu tiên người ta phải xác định coi là có sợi hay không sợi, tương đương với lại đi khám bệnh là có bệnh hay không có bệnh. Như vậy để xác định có sợi hay không đó, nó có những cái tiêu chuẩn để mà căn cứ vào đó trả lời với bạn. Thì nó có 2 tiêu chuẩn lớn. Tiêu chuẩn thứ nhất là cái khoảng cách từ cái hõm xương ức, tức là từ chỗ này nè về đầu ngực. Với chiều cao của Linh thì tiêu chuẩn đó nó cho phép có 18cm thôi. Như vậy trên 18cm nó gọi là sợi. Tiêu chuẩn thứ hai
là cái góc giữa bầu ngực khi mà tiếp giáp với thành bụng, cái góc giữa bầu vú nè với thành bụng, bình thường nó không sợi, nó là cái góc tù. Còn khi nó sợi là nó thành cái góc nhọn. Vì hai tiêu chuẩn này cho nên trong cách xử lý đó, làm sao chúng ta phải đạt lại như cái tiêu chuẩn không sợi, có nghĩa là cái khoảng cách này nó về dưới 18, và cái góc giữa bầu vú với thành bụng đó, nó phải là cái góc tù thì mới được. Cho nên trong cái chẩn đoán, bên cạnh chẩn đoán là có bệnh lý sợi của tuyến vú thì phải chẩn đoán tới giai đoạn ha. Như vậy giai đoạn của Linh ở đây, của Yến Linh này là giai đoạn 2. Yeah. Thì không thể nào lấy cái xử lý của giai đoạn 1 vô cái giai đoạn 2. Yeah. Tôi lấy ví dụ một bệnh nhân tới sáng nay tới là bác sĩ em đau họng quá. Nếu chỉ đau họng, mở cái họng ra thấy nó đỏ thôi thì chỉ cho uống thuốc súc họng với nước muối là đủ. Nhưng nếu cái bạn đó mở cái họng ra thấy là cái họng, cái niêm mạc họng rất là đỏ, cộng với lại hai bên cái amidala, cái thông siêu đó, nó đầy mủ, thì lúc bây giờ là phải điều trị cho cái mủ amidala nó xuống, thậm chí phải đi cắt amidala thì cái viêm họng nó mới xuống. Ở đây cũng vậy, nếu chỉ đơn thuần là đi cái đường mổ ngay chỗ này thì bây giờ bạn Linh tưởng tượng nè, tức là chúng ta ráng kéo lên cho nó thành dưới 18, tức là đây kéo về 16.15 ha. Cho bạn Linh mừng tượng thử một chút, cái quần ngực này mình đưa về là 30, tức là điều kiện chuẩn, tức là cái đường kính á, diameter này nè là 30 thôi. Rồi cắt da ở đây cho Linh thấy, cắt hết nè, cắt hết tức là nó thành cái đường gấp khúc nè, chúng ta trả là nó tròn nè, thì Linh sẽ coi cái tiêu chuẩn nào chúng ta đạt được và tiêu chuẩn nào chúng ta không đạt được nè. Linh tưởng tượng được không? Chứ không phải là mình không muốn. Yeah. Không phải là mình không muốn đường đó, nhưng đường đó sẽ không giải quyết được hết hai cái tiêu chuẩn của bệnh lý sợi. Yeah. Linh nhìn nè. Và vì không giải quyết được hết thì nó ra cái câu chuyện là chiều ý bạn mà không theo đúng cái bài của chuyên môn. Đây, Linh nhìn nè. Góc này nó vẫn còn lại góc nhọn. Linh nhìn thấy được rõ chưa? Yeah. Đây nè, góc giữa bầu vú nè với lại thành bụng nè, vẫn là góc nhọn chỗ này nè, nó không là góc tù được. Cho nên nếu vẫn giữ cái đường mổ này thì không giải quyết được cái này. Cái phía dưới này nó vẫn lòng thòng và bạn vẫn cự, và đây là cái phần mà nếu giải quyết bằng cái đường mổ kia nè, Linh thấy đây là 15.90 nè, để chúng ta kéo lên 16.5, tức là bên này nó vẫn còn thấp hơn này chút xíu ha. Cứ cho là, nhưng mà cái nếu chúng ta làm đúng đó, thì nó sẽ khác nè Linh. Có nghĩa tương ứng với từng cái mức độ bệnh đó, thì cái cách xử lý nó phải khác nhau. Chứ không thể nào nó giống nhau cả. Rồi, quay trở lại nè. Sau khi mà mình chẩn đoán là tuyến vú sợi độ 2, thì chúng ta phải tiếp tục chẩn đoán một cái nữa là nguyên nhân gây ra sợi là cái gì. Như vậy nguyên nhân gây ra sợi thường, đây này, quay lại cho Linh nhìn nè, nên thấy cái góc tù rõ ràng chưa? Tức là nó lớn hơn 90 độ nè. Ở đây cho bạn so sánh nè. Vì vậy cái này mới đạt nè, chứ còn cái hình ảnh bên đây là sẽ không đạt nè Linh. Nếu như vẫn xử lý bằng cái đường mổ tròn là không đạt, mặc dù hồi nãy chúng ta kéo cái này lên cao hơn nữa. Linh hình như không? Vì vậy quay trở lại đường mổ, quay trở lại cái hồi nãy xử lý xíu. Nếu chọn cái đường mổ quanh cái quần vú không xử lý nổi Linh. Chứ không phải là không muốn. Nó nói vậy cho Linh nắm. Rồi quay lại cái này để đừng có mất thời gian nữa, là về cái chẩn đoán nó mới quyết định cái cách làm. Như vậy chẩn đoán này là sợi độ 2 do nội tiết tố sụt giảm. Trong cái cách giải quyết thì giải quyết về triệu chứng, có nghĩa là phải đi đường mổ bong bóng bay lên lollipop thì nó mới giải quyết được. Còn nếu đi đường mổ quanh cái quần vú có được không? Chưa giải quyết được cái chỗ này nè. Vậy tới đây chúng ta có sự thỏa hiệp. Thỏa hiệp là nếu như ông xã của Linh không muốn cái này, có nghĩa là đi cái đường mổ này. Vậy phải hiểu rằng cái tiêu chuẩn sệ số 2 này chúng ta không giải quyết được nè. Vậy về sau nếu có complain thì phải hiểu là
hôm nay tôi với bạn thỏa hiệp làm sai bài toán, sai kỹ thuật. Dạ. Tôi biết tôi làm sai và bạn cũng biết chưa giải quyết được cái này. Dạ. Y như đáng lẽ bài toán là 5 x 5 25 thì bây giờ chúng ta 5 x 5 20 thôi, dạ, còn cái chỗ này. Vậy chỗ này nếu như mà sau 6 tháng bạn thấy là tôi cũng hài lòng, ông xã bạn cũng satisfied thì ok, ừ, không cần xử lý nữa. Nhưng tới lúc đó thấy là cái chỗ này nó vẫn còn lòng thòng nhiều quá, nó mới hết được cái dính của cái bầu ngực, dính của cái da bầu ngực, hết được cái attach của cái da bầu ngực vô đây thôi thì ok. Ừ. Còn nếu như lúc đó bạn nói là nó vẫn còn lòng thòng, tôi khó chịu quá, không chịu gì đâu. Vậy thì phải nói cái này. Em sẽ bác có thể giải thích ngắn gọn cho anh nghe là hai cái option nồi vậy thôi. Chỉ cần giải thích vậy thôi. Ok. See good life I must explain to you about how to manage the structure of the breast. Because the muscle of the Asian woman is very thin, yeah, and the skin very weak, cannot to bring on up the very big breast implant. That's the reason I must to select diameter of the breast implant is fitted with the thorax. And if you want to bigger, I use the tram to make a cover, to make the more projection. A big lump? No, not too big. He likes the teardrop looks more than the... I like the teardrop because it looks, from experience, it looks more natural. Where yeah. You know how you see some women that they stick high, out, they're high and they stick fake. Out like, they look fake. Whereas, like Lynn, when I first met, I didn't know no, she. No. I didn't even know she had. I know. Because it just looks so natural. Where I've met other women, she can tell straight away from looking, you know. But a lot of people now they like the fact look more than the natural look. Oh, I don't like the fact look. I like natural. I know. But let you think with me. Yeah. You're the expert. Okay. I have experience. Yes. Okay. Yeah. Till now, I sit down with you 24 years in my computer, 24 years. That's the reason I would like to share all information and my experience with you. How long can she keep them? 10 years? 15 years? I commitment with you 70 years if you can keep for me about the hormone. The hormone is very important. That's the reason I talk with you about diagnostic. So how we keep the hormone? Yeah. Linh xin chào buổi sáng các bạn nha. Thì hiện tại Linh đang trên đường đi tới bệnh viện thẩm mỹ viện MCAS. Thì sau các bước làm xét nghiệm khám sức khỏe cộng tổng quát trước khi làm đẹp thì sức khỏe của Linh thì được biết là bình thường. Thì hôm nay là ngày chính thức để đi tới thẩm mỹ viện MCAS để được bác Kim chính thức làm đẹp cho Linh. Thì nói chung là cũng rất là hồi hộp luôn, tối hôm qua cũng khó ngủ, nhưng mà bây giờ Hy hy vọng là sẽ mọi việc sẽ được suôn sẻ đó. Cũng rất là nôn nóng mà cũng hơi lo đó. Thì bây giờ thì nói chung là cũng gần tới rồi, bây giờ còn 15 phút nữa tới thì Linh mời các bạn tiếp tục theo dõi video để xem hành trình làm đẹp của Linh nha, coi sau khi hồi phục như thế nào. Rồi. Rồi, Linh xin chào các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ Linh đang ở trong phòng hồi sức. Thì hôm nay là Linh đã ra được phòng mổ được một ngày rồi. Hồi tối ngày hôm qua Linh ra phòng mổ là lúc 4 giờ chiều, nhưng mà đi ra phòng hồi sức nghỉ dưỡng phòng ở đây là gặp gia đình Linh là tới 7 giờ rưỡi tối lận. Xong rồi cũng nghỉ ngơi, cũng nằm tối, người có y tá tới chăm sóc. Rồi ông xã Linh ở nguyên ngày hôm qua. Tới lúc mà mổ ra phòng mổ là mới gặp Linh rồi, xong rồi mẹ Linh tới rồi ảnh đi về, ảnh về nhà chắc cũng 8-9 giờ ảnh về đó, về nhà thăm chăm tụi nhỏ rồi mẹ Linh thay cho ảnh. Tối hôm qua mẹ Linh ở đây với Linh đó, có cái giường một phòng trong cái phòng hồi sức của Linh á, là phòng nghỉ dưỡng của Linh là có hai cái giường, một giường Linh nằm đây, còn giường đó là mẹ Linh nằm, có một cái vệ sinh, có tivi. Bên hông này là có cái tủ để đồ, rồi tủ lạnh rồi nữa, có ghế sofa đó nữa đó, rất là tiện nghi luôn. Rồi hồi tối thì cũng nằm cũng hơi khó chịu, tại vì mới phẫu thuật xong rồi băng bó nó kín, nó ép tim mình, nó ép ngực áp bụng rồi đó,
thì nó cũng hơi khó chịu, khó ngủ. Nó vậy thôi chứ nó cũng không có đau gì lắm, tại vì y tá rồi tới truyền thuốc liên tục đó. Rồi hồi sáng này thì dậy rồi người ta cũng đem cháo, em cho lên một tô cháo, mẹ lên tô cháo ăn rất là ngon, cháo thịt bằm. Rồi rồi xong rồi ăn cháo xong rồi y bác sĩ tới tái khám thăm bệnh, bác sĩ tới hỏi thăm, rồi xong rồi y tá tới thay băng, thay băng vệ sinh băng đồ này nọ thay lại, rồi lên đường đi gọi đầu nữa, gọi cho sạch sẽ, tại khi phẫu thuật á họ chét cái thuốc, mấy cái thuốc giống như là chống khuẩn rồi đó, nó rít cái đầu lên dữ lắm, dính một cục luôn. Sao ông xã lên tới hôm qua cột tóc lên nó đau luôn. Cái gọi đầu xong rồi, gọi đầu xong rồi vô là tới giờ trưa 11, bây giờ là 3 giờ rồi. Hồi trưa là 11 giờ mấy người ta đem cơm tới, mỗi người mâm cơm, mẹ lên mâm. Mà cơm thì ăn cũng ngon lắm. Cơm có 40 ngàn đồng một phần mà ngon, có canh, có rau, có thịt đồ xào rồi đó. Rồi nói chung cũng không có đau gì lắm trơn á, Linh khỏe lắm, Linh ngồi lên ngồi suốt là bình thường, nó đi đứng đi từ đây nên ngồi dậy là đi đi gọi đầu đi bình thường luôn đó. Mà hồi xưa hồi 13 năm trước làm ngồi dậy không nổi, mà giờ làm lại cho nên là còn rất là khỏe luôn, ngủ cũng bình thường, ngủ nói chung là do là cái bụng với là cái ngực cái ép nó hơi chật á, là mình hơi khó chịu chút xíu thôi chứ không có đau gì luôn đó, vậy đó, nói chung là cũng khỏe. Thấy lên ngồi mới phẫu thuật có buổi tối nè, mà giờ là 3 giờ chiều thấy ngồi nên khỏe, đi đứng bình thường. Mấy cô y tá nói thấy chị cũng khỏe ghê luôn á, mà Linh cũng cắt mổ dữ lắm luôn á. Còn cái phần túi ngực á, là tại sao là Linh làm đặt ngực thì Linh trẻ sẽ chia sẻ trên cái video khác. Dĩ nhiên là Linh biết là Linh đăng mấy cái video này lên là các bạn cũng sẽ nói là tại sao mà làm ngực đồ này nọ làm chi, thì Linh sẽ chia sẻ cái video đó khác sao đó. Rồi này bây giờ Linh sẽ chuẩn bị nhận thuốc rồi xuất viện. Rồi đây nè các bạn, ông xã Linh giờ đi tới rước Linh nè, sắp xếp đồ hết rồi, bây giờ chờ thuốc của Linh nữa thôi đó. Tươi và rảnh tươi rồi, no more worry. All good now, happy. Ngày qua anh rầu Ngày qua anh rầu yên ngày chẳng mà ông rầu. Just can't touch. Anh nói là hết rầu, hết lo rồi, giờ vui rồi, xong rồi. Chỉ không được sờ thôi. Khăn chưa?